ôm ấp giấc mơ mở cửa tiệm sửa chữa điện tử. Người thợ khiếm khuyết tranh thủ nhận thêm việc giao hàng giữa phố núi Bảo Lộc. Khó đi quá, ổ gà nhiều, hoặc là dốc quá mình không lên được, hoặc là không xuống được thì mình tai nạn xe bị té này kia. Nhưng mà tôi cố gắng vì gia đình. Chồng không có thể là mang vác được, mình có chuyện gì thì không thể bế mình đi đâu. Nhưng mà có sự chặt thải, anh cần cù, chịu khó. Dựng dạ cùng nhau đi qua mọi giông tố. Vợ tôi thì mỗi khi thay đổi thời tiết thì da hay bị dị ứng, con trai lớn thì bị hen, tháng nào cũng phải đi Sài Gòn để khám. Nằm trong chủ đề. Kiên trì, vượt khó, cơ hội nào để anh Mai Gia Quý thực hiện ước mơ. Kính mời quý bà con cùng đón xem chương trình Thần Tài Gõ Cửa vào lúc 19:10 Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.